Thưa quý vị, thưa các bạn, với kim ngạch xuất khẩu hơn 40 tỷ đô la Mỹ một năm, tạo việc làm cho khoảng 3 triệu lao động, ngành dệt may Việt Nam đang đóng góp vai trò đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Song, ngành công nghiệp này cũng gây ra tác động đến môi trường do sử dụng nhiều nước trong quá trình dệt nhuộm. Để phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, rất cần sự chủ động của doanh nghiệp trong sản xuất theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, hiện tại số doanh nghiệp dệt may cả nước đạt xấp xỉ 7.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp gia công hàng may mặc chiếm tỷ lệ 85%, gần 800 doanh nghiệp sản xuất vải nhuộm hoàn tất tỷ lệ 13%. Riêng lĩnh vực nhuộm, in hoa và hoàn tất có trên 170 doanh nghiệp. Trình độ công nghệ trong ngành dệt nhuộm của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước trong khu vực. Trong khi đó, lượng nước và hóa chất các loại sử dụng trong doanh nghiệp dệt nhuộm lại ở mức cao, khoảng từ 500 đến 2.000 kg trên một tấn sản phẩm, bao gồm cả hóa chất dạng vô cơ và hữu cơ là axit kiềm, dung môi và các loại muối khác nhau. Mới đây, để thúc đẩy thực hành kinh tế tuần hoàn theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của ngành dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, tổ chức hội thảo đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại hội thảo này, đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cho biết, Hội đồng châu Âu đã thông qua chiến lược về dệt may bền vững. Theo đó, có 16 luật lệ mới và giải pháp chính sách sẽ được áp dụng để làm cho sản phẩm dệt may vào thị trường châu Âu bền hơn, tái sử dụng được. Các cái thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam ấy, hiện nay, đặc biệt thị trường EU, người ta đã đưa ra những cái chiến lược dệt may, chiến lược mới về dệt may. Đó là cái việc mà sản phẩm phải có vòng đời cao và có thể tái chế, và thậm chí sản phẩm là phải đảm bảo một cái tỷ lệ tái chế nhất định, rồi là thậm chí là có thể là tân trang rồi tái sử dụng vân vân. Thế là làm thế nào cái lượng xả thải ra môi trường ít nhất để chống ô nhiễm môi trường. Hiện nay kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam nói chung. Thì chúng ta nhắm đến tức là cái chất thải ra đó là cũng là nguồn nguyên liệu đầu vào cho những cái ngành công nghiệp khác, và như vậy thì sẽ không phát thải ra môi trường. Điều đó có giúp phát triển bền vững cho môi trường Việt Nam và hướng tới cái ngành công nghiệp xanh để chúng ta xuất khẩu ra thị trường lớn như EU hay châu Mỹ. Trong ngành dệt nhuộm nói chung ấy, thì hiện nay chúng ta tập trung vào cái mảng nước thải. Bởi vì khi chúng ta xuất hàng sang EU và châu Mỹ, và đặc biệt là nước Mỹ, thì chúng ta phải đảm bảo tiêu chuẩn ISO về môi trường. Trong đó thì có việc là tái dụng nước thải là bắt buộc. Và khi chúng ta tái dụng nước thải, chúng ta sẽ được đạt một cái green certificate, tức là cái chứng chỉ xanh. Và như vậy chúng ta đã đạt được cái chấm điểm cao hơn khi chúng ta được xuất nhập hàng vào trong các nước EU và Mỹ. Theo Bộ Công Thương, các thị trường xuất khẩu lớn của ngành dệt may đã đặt ra lộ trình và mục tiêu cụ thể về sử dụng sản phẩm tái chế. Cụ thể, châu Âu có chiến lược dệt may bền vững, khả năng áp dụng từ năm 2023 sẽ gồm 3 tiêu chuẩn là độ bền, khả năng tái sử dụng tái chế từ sợi thành sợi và hàm lượng tái chế bắt buộc. Doanh nghiệp phải in dữ liệu liên quan tiêu chuẩn và quá trình sản xuất trên nhãn quần áo. Mới đây, Chính phủ đã có quyết định số 687 QĐ-TTG phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Trong đó, giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đề án này góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về không vào năm 2050.